Hello, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay thì nói chuyện nói chung là nhân dịp đi về quê thì cũng bắt được con cá lóc cũng hơi to to đây, với có vài chai bia. Nói chung là hổng gài thì mình cũng không có nhậu nữa nên mình không có khui bia. Bữa nay thì về quê thì mình nhân dịp về quê thì mình vừa nhậu vừa khui mấy vài chai bia rồi cho anh em cùng xem nha. Nói chung là hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em là khui bia nó nổ như là pháo hoa ngày Tết vậy đó. Nói chung là mấy cái thế mà khui bia mà nổ cho tất cả anh em cùng xem nha. Đây cá lóc anh em thấy bự không? Quá to luôn. Nãy đi ra sao vô tình thấy rồi bắt dính nha. Đây. Cá lóc nè, món này là món cá lóc gì? Rang muối. Cá lóc rang muối của bác Ba Hiệp mình nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em mà khui bia cùng chung với mình nha. Nói chung là chai đầu tiên á thì thường thường là mình vô nhậu á là chai đầu tiên là mình dùng cái chai này khui chai kia. Tay anh em nhìn đây, cái chai cầm như thế này đây, để cái thế này đây, để cái chai này đưa cái chai này vô cái đầu kẹt đây, đây bắn lên ra một chai nha, đưa vô cốc rồi rồi bắn lên ra một chai nha. Chai thứ nhất rồi ha, bây giờ tới chai thứ hai. Chai thứ hai thì mình khui sẽ khui bằng đũa đi ha. Mấy cái món đồ là mình ngày hôm nay mình hướng dẫn mấy món đồ dễ khui cho anh em khui thôi. Đũa đây, mình cầm cái chiếc đũa như thế này đây, đưa vô đây. Mình muốn văng nắp á thì cầm vậy, còn không văng nắp á cầm vậy. Gạt nhẹ xin mà gạt đỡ đây nè, gạt mạnh xuống một cái nó sẽ nổ nha anh em. Và chai thứ ba là mình sẽ khui theo cái kiểu mà ta gọi là cái kiểu câu cá đó nha anh em. Đây cái tay mình dựng chiếc đũa lên đây, đây cái dựng chiếc đũa đây cho được như thế này, tay cầm chiếc đũa như thế này nha, gấp xưa thế này ta gọi là thế câu cá nha anh em. Còn cái nãy giờ ba chai phải không? Chai thứ tư mình sẽ khui bằng cây muỗng nha. Cây muỗng này chắc ai cũng biết khui rồi phải không? Nhưng mà cũng có người biết người không. Đây, muỗng khui để đây, để ngay chỗ này đây. Muỗng rất dễ khui nè, ba tay, hai tay, hai ngón tay bờ dưới. Một ngón tay bờ trên, cầm vậy nãy dễ khui, cầm vậy khó khui hơn nha. Cầm vậy dễ khui nè. Cái này mình khui là tất cả món đồ mình khui nổ hết nha. Thôi vô một cái bóc ba. Giờ, nói chung là nãy giờ khui cũng ba chai, chai thứ tư thì mình sẽ dùng cái ống quẹt nha. Cái ống quẹt mình để như thế này đây, để tay cũng chịu y như khui đũa nha. Đây mình cầm cũng vậy đây, cầm vậy thì nó gãy đầu ống quẹt, cầm vậy thế này đây nha anh em, nhìn đây ra nha. Như chai thứ năm mà nãy cái muỗng chai nữa, chai thứ năm nha. Còn chai thứ sáu giờ ống quẹt mình sẽ khui cái kiểu mà đập ống quẹt nha. Đây để như thế này đây nha, đây ra nha, nhưng mà hơi bị văng quá, mạnh quá nó nói sắc văng nổ mạnh quá. Đây là mình khui bia bằng cái dĩa cho anh em xem nha. Dĩa đây này là dĩa Meka nha, mình để đây khui khui bỡ dĩa anh ta lên nha, không bỡ dĩa ra nào. Và đây mình sẽ hướng dẫn cái anh em là khui một cái thế khui là nói chung là khó nhất trong tất cả cái đồ khui bia nha anh em. Nó là khui bằng một cái nắp nha. Và đó mình để nắp ria mình khui nè. Cái nắp nó co lại luôn chứ nó không có ra nữa. Mình học từ 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 rồi xong mình mới khui được nha. Cái tay mình thì cầm như thế này đây. Đây. Để vô nắp cho bia nha. Cái tay dựng lại. Đẩy lấy cái ngón tay trỏ đẩy lên. Rồi,
gai nha. Tới bây giờ luôn mình vẫn khui còn chọt nữa. Tùy theo loại bia. Bia Sài Gòn nè là nó khó khui, nó cứng hơn tất cả loại bia khác luôn. Nhưng mà bia nào thì cũng khui ga thôi, người ta sản xuất cái chai bia để làm chi, cái nắp để làm chi, đặng cho mình khui ga mới được chứ. Để mình làm lại một lần nữa cho anh em cùng xem nè, tại thế này rất là khó. Đây, để vô. Nổ nha.